cái bơm bơm cái này thì nó là của 105 là nó 45C các bạn, 45C. Còn của hàng 120G nó cũng 45C. Nhưng mà đặc biệt là 115 nó nâng cấp lên là cái bơm này là tới 52C. Đó các bạn, này tới 52C nha. Hộp số thì bằng nhau hết. Đó. Nó xài đạn mấy? 6305 là nó chạy cốt 20 à. 6305 hả? 25. Cốt 25 à. Xài đạn 6305 như luôn nha các bạn. 6 tháng mới bơm mở một lần. Kiểm tra mở thôi chứ chưa chắc chịu gì là bảo hành lại chỉ lấy dây đó. Rồi vẫn có đầy đủ hết trơn luôn nha các bạn ha. Đó là đồ chính hãng của cơ sở Lê Lợi. Là mình lại là nói chung là mình bị hao hụt cái gì thì mình lại đều có cái đó hết nha. Đây, rồi chào các bạn và mọi người nha. Rồi các bạn, rồi tiếp tục ha, cùng xem hôm nay mình bò vô tới trong luôn. Bò tới trong mình quay cận cảnh cho nó rõ đây cho các bạn và mọi người xem tham khảo cho nó rất là tận tình luôn. Là cái độ bền của thằng 115 và 105. Đó các bạn. Đây. À cái này thì dây của dây chạy của 105 nha các bạn. Đây các bạn liền. Đây các bạn, một bản một nó đi liền luôn ha. Nhưng mà nó vẫn dây gai. Đây các bạn dây gai nha. Các bạn nó liền cỡ này, các bạn thấy cái độ kiểu này đường nào mà hư nổi đâu. Mà thấy chắc bền lắm. Đây cái này thì cái hộp số của hàng 105. Cái này là lắp bằng gang nha các bạn. Bằng gang chứ không phải là bằng nhôm nha. Đó, cho nên là nó cũng là có thể là nó chống là lỏng lưng đạn các bạn. Đó. Còn bơm, đây, cái bơm. Cái này thì nó là của 105 là nó 45 C các bạn, 45C. Còn của hàng 120G nó cũng 45C. Nhưng mà đặc biệt là 115 nó nâng cấp lên là cái bơm này là tới 52C. Đó các bạn, này tới 52C nha. Hộp số thì bằng nhau hết. Đó. Rồi đây các bạn, còn một cái nữa là đặc biệt là cái con tăng của cộng dây chạy nè. À, cái này thì bên dòng Kuta nó xài đạn, nó xài ắc ha, nó xài bá dê đó, bạc thao rồi. Còn này nó xài đạn luôn. Đó. Rồi như đặc biệt cái là nó có hai cái cây để nó tăng đưa nha các bạn, tăng đưa đều hai cây nè. Có hai cây đi kéo thẳng xuống con ốc này mình dặn nha. Đây con ốc này mình dặn nè. Dặn là lên xuống, đó nó lên xuống. Bởi cho nên là nó cái độ lắc của nó là nó giữ cộng dây mình được đồng hơn. Còn cái Kuta mình nó gịch có một bên đó các bạn ha. Nói gì chứ nó không đồng không. Còn cái này nó hai cây nó căng thẳng xuống. Còn cái này thì xài đạn luôn. Ở đây thì dây nó dây bắn liền. Phải nó là liền do luôn rồi. Ở thòm nó ôm cái gọn qua ly luôn. Kuta mình thì nó hai cộng. Đây ha các bạn, cái bơm ấy thì nó 45C nha. Hộp số bằng nhau. Còn hàng 115 thì cái bơm nó tới là 52C. Hộp số bằng nhau hết. Hộp số hiện 115 và 102, 105 như nhau. Nhưng mà nó khác cái bơm. Cái bơm 115 thì nó tới 52C. Còn thằng này thì nó 45C, nó bằng với thằng 120G. Đó. Đó các bạn. Đây. Thì nó 2 ti ha. Dòng này thì nó được 2 ti. Và đặc biệt là cái này là bằng inox nha. Cái bờ hàm là bằng inox nha các bạn. Rồi cái hàm này bằng inox luôn. Là 105, 115, 120 cũng vậy hết bằng inox. Còn đây cái nè các bạn, để mình coi cái cặp dây này nè. Đây các bạn. Dây suốt cái thì 2 cộng nha. Dây suốt 2 cộng. Còn cái dây băng tải nè các bạn. Đây, dây băng tải, dây bản liền nha. Các bạn hết hồn bự luôn. Đây các bạn. Đây, đó. Nguyên một cái dây bản liền nó bự luôn. Nó bự hơn cái dây bự hơn dây 100 luôn á. Hết hồn. Là cây này của 105 nha.
các bạn. Có dây dây ấy thì cũng vậy luôn, cộng dây dài nữa các bạn, như nhau. Ồ, còn cái này thì cái tăng chỉnh gió nè các bạn ha, ốc dù và dặn mình kéo lên nha, kéo lên nó kéo đều hai bên luôn. Còn của mình thì thằng dòng cu ta thì nó có vòng tròn nha, dẹt lên dẹt ra. Còn này nó kéo một cái mình đi lên luôn, kéo cái đi lên luôn. Đó, mình quay cây này thì cây 105 nha, nhưng mà 105 thì sơ sơ thì vòng vòng thì dưới 115 nó như nhau, 120 rồi thì mình quay mấy cái này thì nó như nhau hết, cái cấu kết mẫu mã thì y chang nhau nha các bạn. Hàm thì 2m25, củ bì thì 2m, 115 thì nó 2m5. Đó các bạn. Đó, mình quay chi tiết tí xíu cho các bạn xem cái những cái cọng dây và những cái cấu kết của cái bơm và cái hộp số ha. Coi nè. Cái này là cái bơm dầu. Cái này cái lược dầu. Bơm. Ai cái lượng của nó nè. Cái lượng nó hình như là tới chiều cao nó 4 tấc có đúng không? Chiều cao nó 4 tấc rưỡi, chiều cao nó 4 tấc rưỡi, 4 tấc 3 đó nghe các bạn. Cái dòng này nó các bạn xem kỹ là nó hai cái con lăn nha, con lăn ngoài và con lăn trong nha các bạn. Đây cái mình quay cái này là con lăn mép trong nè, nó con lăn mép trong với con lăn mép ngoài thì nó y chang nhau ha. Đây thì con lăn mép trong và con lăn mép ngoài nó giống nhau, nhưng mà có cái là dòng này thì mình xài tới 6 tháng, 6 tháng mình mới bơm mở nha các bạn. Đây là đáng à, tại ống sạc măng nó nằm lên, nó nằm nó làm theo kiểu 100 lẻ đó. Trời ơi, cái hơi 115 nó chạy dữ lắm. Nghe cái hơi một cái là ghiền luôn á. Nó xài đạn mấy? 6305. 6305 là chạy cốt 20 à. 6305 hả? Cốt 25 à. Xài đạn 6305 luôn nha các bạn. 6 tháng mới bơm mở một lần. Kiểm tra mở thôi chứ chưa chắc chịu gì là. Là mình kiểm tra thôi chứ thật sự có thể là chưa vô. Này con lăn tra ngoài nè các bạn, dưới con lăn trong nó hai con thì gà chia đều hai bên ha. Ba bồn, bồn to luôn ha. Cái này là 105 nha. Đó, mình quay tham khảo cho bạn sơ sơ tí xíu gì ha. Đó, để mình qua mình quay cái chỗ đây, mình qua mình quay cái chỗ phụ tùng cho các bạn xem của cơ sở Lê Lợi tí xíu ha. Để ai chà, cứng quá vậy ta. Cho anh tham khảo tí xíu nha. Đây các bạn, đây là cái cơ sở mà đồ phụ tùng của cơ sở Lê Lợi đó. Để có khi một số khách hàng hay là số anh em là nói là mình chỉ nghe thôi, thì nói là cũng như là cơ sở của Lê Lợi là không có đồ phụ tùng đó, nhưng thật sự là vẫn có hết trơn các bạn, lúc nào mình lợi cũng có. Thì hồi nãy thấy cũng có một số chị bảo hành lợi chỉ lấy dây đó là vẫn có đầy đủ hết trơn luôn nè các bạn ha. Đó là đồ chánh hãng của cơ sở Lê Lợi, là mình lợi là nói chung là mình bị hao hụt cái gì thì mình lại là đều có cái đó hết nha. Đây thanh đập rồi bùa lo con tán cuốt con lăn này kia đầy đủ, dây cu go nhớt nhau đầy đủ hết luôn nha. Đó anh quay sơ sơ bộ cho các bạn xem. Đây là bên trong nè, đó bên đây dây nha, đó còn trong đó cũng nhiều lắm nha các bạn. Thì nói chung mình cũng quay sơ sơ cho các bạn xem để tham khảo thôi, chứ vẫn có đầy đủ hết, đầy đủ đồ phụ tùng hết, là chánh hãng của công ty là máy quơ đó. Đây là công ty của Lê Lợi nha.
Rồi vậy thì tạm biệt các bạn nha. Thôi mình quay sơ sơ cho các bạn xem và để mình dễ hiểu tí xíu, là vẫn có đầy đủ phụ tùng hết.